Ngọc Thơ thời báo chấm đề kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng thống Ukraine đến hội nghị G7 và nhận được nhiều sự ủng hộ. Ngày 20 tháng 5, AFI tiếng Việt loan tin tổng thống Mỹ mở đường cho việc cung cấp F16 cho Ukraine. Hình ảnh bản tin trên AFI. AFI cho biết có thể nói đây là một bước ngoặt quan trọng về sự yểm trợ của phương Tây đối với Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Tại thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản ngày 19 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố kể từ nay sẵn sàng cho phép các nước khác cung cấp cho Ukraine loại chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất. Theo AFI, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jack Sullivan được hãng tin AFP trích dẫn cho biết Tổng thống Biden cũng ủng hộ một sáng kiến chung nhằm huấn luyện cho các phi công Ukraine sử dụng loại chiến đấu cơ thế hệ thứ tư, trong đó có F-16 của Mỹ. Ngay sau thông báo của Tổng thống Biden, Bộ Quốc phòng Đan Mạch đã thông báo nước này sẽ tham gia vào việc huấn luyện các phi công Ukraine lái chiến đấu cơ F-16. Trong thời gian qua, AFI cho biết áp lực lên Tổng thống Mỹ ngày càng tăng, đòi ông phải bật đèn xanh cho việc cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine từ những nước đang có các phi cơ này. Việc giao F-16 cho các nước thứ ba phải có sự chấp thuận của Washington, cụ thể là của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, do cần phải bảo vệ bí mật công nghệ quân sự của Mỹ. Hình ảnh máy bay F-16 do Mỹ sản xuất. AFI cho hay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay lập tức hoan nghênh quyết định nói trên của Tổng thống Biden, một quyết định mà ông cho là mang tính lịch sử. Theo lời Cố vấn An ninh Quốc gia Sullivan, Tổng thống Biden rất nôn nóng gặp đồng nhiệm Ukraine để thảo luận về việc thực hiện kế hoạch này trong một cuộc gặp gỡ ở Hiroshima bên lề thượng đỉnh nhóm G7. Cũng theo AFI, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bay từ Ả Rập Xê Út trên một chiếc máy bay của Cộng hòa Pháp và đã đến Hiroshima vào ngày 20 tháng 5 để dự thượng đỉnh G7. Ngoài Tổng thống Mỹ Biden, Tổng thống Ukraine có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida. AFI dẫn Twitter của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 20 tháng 5 cho biết ông cũng đã gặp tổng thống Zelensky tại Hiroshima. Đây là một cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi Nga mở cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. AFI dẫn bản thông cáo chung ngày 20 tháng 5 trong đó các lãnh đạo G7 đã kêu gọi Trung Quốc gây áp lực lên Nga để nước này ngừng cuộc xâm lăng Ukraine đồng thời khẳng định muốn duy trì các quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Bắc Kinh. Các lãnh đạo G7 nhân dịp này nhắc lại là họ vẫn chống mọi hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Hình ảnh bài trên BBC. Cùng trong sự kiện này, BBC đưa tin các lãnh đạo G7 phát đi tín hiệu sẵn sàng hậu thuẫn cho Ukraine trong dài hạn. BBC cho biết, mất niềm tin đối với Trung Quốc, với vai trò một đối tác thương mại và ý chí quyết tâm giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga, là những thông điệp chính được các lãnh đạo 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới đưa ra tại thượng đỉnh G7 mở rộng tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Các lãnh đạo G7 gồm Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Ý và Canada đã tranh luận về cách thức phản ứng khi cuộc chiến tranh Ukraine bước sang năm thứ hai. BBC dẫn phát biểu của tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi chuyến đi của ông Zelensky đến thượng đỉnh G7 là nhân tố thay đổi cục diện. BBC dẫn nguồn tin từ Reuters cho hay, Tổng thống Mỹ Biden có kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD dành cho Ukraine tại thượng đỉnh G7 lần này. Gói viện trợ sẽ bao gồm đạn pháo và bệ phóng tên lửa Hima. Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, trong khi ưu tiên tức thời là hậu thuẫn cho khả năng phòng vệ của Ukraine, các đảm bảo an ninh dành cho Ukraine cần phải được thiết lập một khi cuộc chiến tranh đã kết thúc, BBC cho hay. Trong khi đó, không lâu sau khi ông Zelensky đến Nhật Bản, Nga đã tuyên bố chiến thắng ở Bakhmut và giờ sau tuyên bố của Moscow, Kiev đã bác bỏ tuyên bố của ông chủ tịch tập đoàn lính đánh thuê Wagner, Jevgeny Prigozhin rằng các binh lính của ông ta đã hoàn tất việc chiếm đóng thành phố này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tổng thống Ukraine đến hội nghị G7 và nhận được nhiều sự ủng hộ. Trung Quốc cho vay như xã hội đen khiến các nước nghèo có nguy cơ vỡ nợ. VOA tiếng Việt ngày 19 tháng 5 có bài Các khoản vay Trung Quốc đẩy các nước nghèo nhất trên thế giới đến bờ vực sụp đổ. VOA dẫn một phân tích của AP về hàng chục quốc gia mắc nợ Trung Quốc nhiều nhất bao gồm Pakistan, Kenya Zambia, Lào và Mông Cổ cho thấy việc trả nợ đang ngốn một lượng doanh thu thuế lớn chưa bao giờ thấy. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn lời kinh tế Harvard, Ken Goroff, nói ở nhiều nơi trên thế giới đồng hồ đã điểm, Trung Quốc đã tiến vào và để lại sự bất ổn địa chính trị có thể gây ra những ảnh hưởng lâu dài này. VOA cho biết khi một quốc gia có nguy cơ không trả được nợ, những chính phủ cho vay lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Pháp sẽ thực hiện các thỏa thuận để xóa một số khoản nợ. Mỗi nước cho vay tiết lộ rõ rằng họ được nợ những gì và theo những điều khoản nào để không ai cảm thấy bị lừa dối. Tuy nhiên, VOA cho biết Trung Quốc đã không chơi theo luật đó. Họ thậm chí từ chối tham gia các cuộc đàm phán đa quốc gia, chỉ đàm phán riêng và khăng khăng đòi giữ bí mật, cấm quốc gia mắc nợ, nói về các điều lệ của các khoản vay. Điều này đã khiến cho các nhà cho vay khác từ chối giúp đỡ các quốc gia mắc nợ và điều này khiến các quốc gia đó phải cắt giảm chi tiêu, làm gia tăng nghèo đói. VOA dẫn lời ông Patrick Curran, chuyên gia kinh tế cấp cao của tổ chức nghiên cứu Telemer nói Ngay khi các vòi tài chính bị tắt, quá trình điều chỉnh sẽ diễn ra ngay lập tức. Nền kinh tế co lại, lạm phát tăng vọt, thực phẩm và nhiên liệu trở nên không thể mua được. Theo VOA, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một trong một tuyên bố với AP, bác bỏ quan điểm cho rằng Trung Quốc là một bên cho vay không khoan nhượng và đổ lỗi cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Họ không chấp nhận yêu cầu của Quỹ Tiền tệ và Ngân hàng Thế giới về việc xóa một phần khoản vay. Hình ảnh thảm cảnh ở Zimbabwe và nhiều quốc gia vỡ nợ khác. Quan điểm của tôi là chúng ta phải lôi họ, có thể đó là một từ bất lịch sự, chúng ta cần phải đi cùng nhau, Giám đốc điều hành quỹ tiền tệ Kristalia Georgieva cho biết, bởi vì nếu chúng ta không làm như vậy, sẽ có những thảm họa cho rất nhiều quốc gia. Người có công trong việc lôi những khoản nợ giấu mặt của Trung Quốc ra ánh sáng theo VOA là ông Brad Parks, giám đốc điều hành AD Data, một phòng nghiên cứu tại William and Mary. Từ năm 2011, ông Parks đã phanh phui hàng ngàn khoản nợ Trung Quốc bí mật vượt qua những rào cản che đậy và dối trá từ chính quyền độc tại Trung Quốc. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đang tăng cường cho vay vốn trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường trị giá 1.000 tỷ đô la để đảm bảo nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng, giành được các đồng minh ở nước ngoài và kiếm nhiều tiền hơn từ việc nắm giữ đồng đô la Mỹ. Nhiều nước đang phát triển mong muốn có đô la Mỹ để xây dựng các nhà máy điện, đường xá, bến cảng và mở rộng hoạt động khai thác mỏ. Nhưng sau đó một vài năm, những quốc gia đi vay thấy mình mắc nợ nặng nề và cái nhìn của công chúng thật tồi tệ. Vì vậy, Trung Quốc bắt đầu thành lập các công ty vỏ bọc để cho vay. Điều này để cho phép các quốc gia mắc nợ nặng nề tránh đưa khoản nợ mới đó vào sổ sách của họ. Ông Parks nói, khi những dự án này trở nên tồi tệ, những gì được quảng cáo là nợ tư nhân sẽ trở thành nợ công. Có những dự án như thế này trên khắp thế giới báo cáo của ad data cũng cho thấy số thứ được xây dựng không có ý nghĩa kinh tế và có rất nhiều vấn đề về chất lượng ví dụ như một sân bay do trung quốc tài trợ ở sri lanka hầu như không được sử dụng ở uganda và ecuador các vết nứt xuất hiện tại các nhà máy thủy điện ở pakistan một nhà máy điện đã phải đóng cửa vì sợ có thể sụp đổ ở kenya đoạn quan trọng cuối cùng của tuyến đường sắt không được xây dựng do quy hoạch kém và thiếu kinh phí Ông Park đã phát hiện ra một điều đáng báo động ở các điều khoản bắt buộc của các quốc gia đi vay phải gửi đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác vào các tài khoản ký quỹ bí mật mà Bắc Kinh có thể can thiệp nếu các quốc gia đó ngừng trả lãi cho các khoản vay của họ. Hình ảnh Trung Quốc không muốn xóa nợ theo yêu cầu của quỹ tiền tệ thế giới và ngân hàng thế giới. Ông Park cũng phát hiện ra rằng ngân hàng trung ương trung quốc đã cho vay hàng chục tỷ đô la thông qua hình thức có vẻ như là trao đổi ngoại tệ thông thường các quốc gia thường sử dụng trao đổi ngoại tệ để khắc phục sự thiếu hụt tạm thời trong dự trữ ngoại hối chỉ với mục đích thanh khoản không phải để đầu tư xây dựng và chỉ tồn tại trong vài tháng nhưng trung quốc đã sử dụng hình thức này cho các khoản vay kéo dài nhiều năm và tính lãi suất cao hơn bình thường và quan trọng là chúng không xuất hiện trong sổ sách dưới dạng các khoản vay có thể bổ sung vào tổng số nợ của một quốc gia các giao dịch hoán đổi có thể giúp ngăn chặn tình trạng vỡ nợ bằng cách bổ sung dự trữ tiền tệ nhưng chúng chồng chất thêm các khoản vay lên trên các khoản cũ và có thể khiến tình trạng sụp đổ trở nên tồi tệ hơn nhiều một số quốc gia nghèo đang phải vật lộn để trả nợ cho trung quốc giờ đây đang mắc kẹt trong một kiểu cho vay lấp lửng trung quốc sẽ không nhượng bộ khi chịu thua lỗ và quỹ tiền tệ không cung cấp các khoản vay lãi suất thấp nếu tiền chỉ để trả lãi cho các khoản nợ của Trung Quốc. Trừ khi mọi người hiểu cách Trung Quốc cho vay, cách thức vận hành hoạt động cho vay của họ, chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được những cuộc khủng hoảng như thế này, ông Park nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Trung Quốc cho vay như xã hội đen khiến các nước nghèo có nguy cơ vỡ nợ quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d